Khôn âm đan, ta có thể tự mình điều chế, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Dùng cỏ trúc dư làm củi, trước đây ta từng thấy rồi mà. Ở đâu nhỉ? Chính là cái này. Sư phụ cứu con. Linh Thạch, trưởng môn, người lấy đâu ra thứ đan điển tà ma như vậy, hại đệ tử Hiên Viên chúng ta biến thành như thế này. Trưởng môn, tại hạ sai rồi. Ngay từ đầu đó đã là cái bẫy. Chúng nói khôn âm đan này có thể giúp tăng thêm công lực, và đúng là như vậy thật. Nhưng thật sự không ngờ, nếu không tiếp tục dùng thì chỉ có con đường chết. Chúng là ai? Thiên Khư Đường. Chính là đám yêu nghiệt Thiên Khư Đường khiến ta rơi vào bẫy của chúng. Chúng muốn đoạt lấy chìa khóa thiêng. Người khiến đệ tử Hiên Viên rơi vào cái họa này. Người đi đi. Từ nay Hiên Viên ta không có ai tên Linh Thạch. Trưởng môn, cho tại hạ thêm mấy ngày nữa đi. Tại hạ nhất định có thể điều chế được khôn âm đan. Đến lúc đó có thể cứu được Hiên Viên chúng ta. Nếu không, Thiên Khư Đường 3 ngày sau sẽ đến tấn công Hiên Viên ta. Chúng ta sẽ không có sức phản kháng. Câm mồm đi. Sư phụ, trưởng môn, xem ra Thiên Khư Đường đến vì chìa khóa thiêng. Bây giờ đệ tử Hiên Viên chúng ta đã bị khống chế bởi khôn âm đan. Tại hạ thấy chi bằng hãy xin giúp đỡ từ 4 môn phái kia. Này Hiên Viên chúng ta đã dùng đan dược, cầu xin 4 môn phái kia giúp đỡ thế nào? Nhưng chúng ta càng không thể để tà yêu chế phục. Kiếp nạn hôm nay, đệ tử Hiên Viên chúng ta chỉ có thể liều chết chiến đấu. Binh địch, chuẩn bị ứng chiến. Linh Lung, muội nghe ta giải thích đi. Không có gì cần giải thích cả. Linh Lung, muội đừng ngang mướng như vậy nữa. Ta cứ thế đấy. Linh Lung, hễ giận là chạy lung tung. Bạn nhỏ, một mình muội ở đây à? Muội sao thế? Tỷ tỷ, nhà muội ở trên núi, cha muội bị bệnh rồi. Muội xuống núi hái thuốc nhưng bị trẹo chân không thể về được. Cha chắc chắn rất lo lắng, nhưng muội đau lắm. Muội đừng khóc nữa nhé. Tỷ tỷ đưa muội về nhà được không? Tỷ tỷ không phải người xấu chứ? Cha nói sẽ có yêu quái biến thành tỷ tỷ xinh đẹp, chuyên lừa trẻ con đấy. Tỷ tỷ không phải là yêu quái, ta đưa muội về nhà nhé. Nào. Nào. Không nhìn ra muội cũng nặng lắm đấy. Rốt cuộc nhà muội ở đâu? Ở trong khu rừng phía trước đấy. Là yêu linh. Linh Lung, tỉnh lại đi. Mưa này có vấn đề. Linh Lung, chúng ta ra ngoài. Ngọc Nhi, có người muốn giành con mồi của ta.
vậy không phải chứng tỏ chúng ta lại có thêm một con mồi sao? Mẫn Ngôn, toàn cơ, toàn cơ. Chử Toàn Cơ, làm gì vậy? Rốt cuộc muội đã đỡ chưa? Đến lúc xuất phát đi Hiên Viên rồi. Tư Phượng, muội đau bụng, muội không dậy nổi rồi. Hôm nay chúng ta đừng đi Hiên Viên nữa, ngày mai hãy đi. Không phải muội không cảm giác được đau sao? Muội rất khó chịu, muội không còn sức lực. Dù sao muội cũng không dậy nổi rồi, Tư Phượng. Ngày mai chúng ta hãy đi đi. Thật sự khó chịu sao? Vậy càng nên đi Hiên Viên, để trưởng môn xem cho muội. Đừng để lỡ. Muội không đi. Tư Phượng. Tư Phượng, sao vậy? Ta thấy Linh Lung và Mẫn Ngôn sáng sớm đã chạy ra ngoài. Ta tưởng họ sẽ về nhanh thôi nên không để ý. Nhưng bây giờ đã buổi trưa rồi mà họ vẫn chưa về. Huynh nói gì? Họ ra ngoài cả buổi sáng vẫn chưa về ư? Tư Phượng, không phải bọn họ xảy ra chuyện gì rồi chứ? Chúng ta đi tìm đi. Người Thiếu Dương mấy người thật là, tối qua còn ôm muội muội, sáng sớm nay đã chạy đi mất cùng tỷ tỷ. Tư Phượng, chuyện này chúng ta không quản được đâu. Trước tiên chúng ta nên giải quyết chuyện Gân Ngạo Nhân đi đã. Không, ta thấy chuyện này không gấp chút nào. Được Ngọc, sáng sớm họ đi theo hướng nào rồi? Bọn họ đi về phía rừng cây phía Tây Long Thụ Trấn rồi. Rừng cây. Linh Lung và Lục Sư Huynh liệu có ở bên trong không nhỉ? Vết tích này do thương minh kiếm của Lục Sư Huynh để lại. Có phải Linh Lung đi cùng huynh ấy không? Liệu họ có gặp nguy hiểm gì không? Nơi này rất kỳ dị, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Tư Phượng, huynh không sao chứ?
là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Không phải ta, không phải ta, không phải ta. Sao lại quay về chỗ này nhỉ? Chúng ta đang đi vòng quanh một chỗ sao? Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, huynh sao thế? Tư Phượng, Yên Nhiên, Nhược Ngọc, sao thế này? Tư Phượng, Tư Phượng, bốn tên ngốc cắn câu rồi, chúng ta bắt chúng về đi. Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, huynh tỉnh lại đi, Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, làm sao bây giờ? Dùng tị độc đan của Tư Phượng thử vậy. Ăn một viên tị độc đan chắc là không sao. Hình như không phải cái này. Chắc là cái này. Muội đang làm gì vậy? Muội bón nước cho huynh uống thuốc. Tư Phượng, là thế này. Vừa nãy huynh gặp mưa trong rừng, mất đi thần trí, hôn mê bất tỉnh. Muội tìm được tị độc đan trên người huynh, muội nghĩ ăn vào là không sao nữa. Huynh đừng giận nhé. Huynh tỉnh lại là tốt rồi. Muội cho ta uống cái này. Đây không phải tị độc đan sao? Đây đâu phải là tị độc đan. Đây là thổ chân hoàn. Ly Trạch Cung mất mấy trăm năm mới luyện ra được một viên này. Thứ quý giá như vậy, sao muội lại lãng phí như thế chứ? Vậy có phải muội cho huynh uống nhầm thuốc rồi không? Có ảnh hưởng gì không? Đồ ngốc này, sao lại không ảnh hưởng chứ? Vậy chuyện này, đồ ngốc, chẳng lẽ thổ chân hoàn bắt đầu có tác dụng rồi? Chết rồi. Phiền phức rồi.
Huynh nói đúng lắm, muội đúng là đồ ngốc, suốt ngày gây phiền phức cho huynh, nên huynh mới tránh xa muội như vậy. Không phải, trước giờ ta chưa từng thấy muội phiền phức, cũng chưa từng xa lánh muội. Trong lòng ta vẫn luôn muốn ở bên muội. Huynh nói thật sao? Vậy trước kia, quan tâm đến trước kia làm gì? Bây giờ mới là thật. Muội không biết muội đã cho ta ăn gì sao? Muội cho huynh ăn thổ chân hoàn, nên Tư Phượng những lời huynh đang nói đều là thật, đúng không? Đúng. Hỏi gì đáp nấy, đáp lời thật lòng. Bắt đầu từ giờ, muội đừng nói chuyện với ta. Tư Phượng, tại sao huynh không cho muội nói chuyện với huynh? Vì huynh không muốn muội nghe thấy lời thật lòng của huynh. Trước kia những lời huynh nói với muội đều là giả, đúng không? Đúng. Ta nói một đằng nghĩ một nẻo, chử toàn cơ. Muội đừng có ép người quá đáng. Muội không ép người quá đáng mà, muội chỉ muốn biết lúc trước huynh bảo không muốn gặp muội, không muốn làm bạn với muội, rốt cuộc là thật hay giả thôi. Đó không phải là lời thật lòng. Kể từ khi ta gặp được muội, tất cả đều là ta tự lừa mình dối người. Ta rất muốn gặp muội. Muội là người bạn quan trọng nhất, là người bạn ta không muốn mất đi nhất. Muội biết ngay mà, Tư Phượng huynh chưa từng thay đổi. Nhưng Tư Phượng này, tại sao lúc đó huynh lại nói chúng ta không bao giờ quay lại với nhau nữa? Nếu sau này ngươi còn nảy sinh tình cảm, tình nhân chú sẽ mọc rễ trong cơ thể ngươi. Cổ tay ngươi sẽ mọc ra ba ấn ký thanh vũ. Sau này mỗi lần bị tổn thương bởi ái tình, ấn ký thanh vũ trên cổ tay ngươi sẽ biến thành xích vũ trước ngực. Khi ba ấn ký thanh vũ đều biến thành xích vũ trước ngực, ngươi sẽ chết vì máu chảy ngược dòng. Vì vì sao? Huynh nói đi. Tư Phượng, vì huynh nói đi. Tư Phượng, muội muốn nghe lời thật lòng của huynh. Huynh nói đi. Vì vì không liên quan đến muội. Tư Phượng, có phải thuốc hết tác dụng rồi không? Sao hết tác dụng nhanh thế? Biết sớm thì muội đã hỏi thêm vài câu rồi. Muội có biết hành vi vừa rồi của muội rất không thỏa đáng không? Không thỏa đáng sao? Dù sao bây giờ muội đã biết lời trong lòng của huynh rồi, sau này huynh cũng không lừa được muội nữa. Ta thấy vẫn nên suy nghĩ tới những người khác đi. Đa phần mưa trong rừng đều có điều kỳ dị. Dính mưa này sẽ mất hết thần trí, nảy sinh ảo giác, xa vào trong đó. Có lẽ là vì muội trời sinh không hoàn chỉnh, nên cơn mưa này đối với muội không có ảnh hưởng gì cả. Ai? Toàn cơ, Tư Phượng. Quả nhiên, yêu linh muốn chờ sau khi con người mất đi ý thức mới dùng huyết đằng bắt người. May mà tỷ thông minh, dùng cái mũ này tránh mưa. Vậy cô có biết được tung tích của họ không? Ta đi khắp nơi nhưng không tìm được tiểu lục tử, cũng không biết yêu linh này có mưu đồ gì. Có điều ta thấy có một người bị treo trên cây. Cách ăn mặc của người đó giống với thôn dân gần đây, hình như là không hề vùng vẫy gì. Vậy Lục Sư Huynh, Nhược Ngọc, Yên Nhiên chẳng phải là đang gặp nguy hiểm sao? Dây leo treo người lên trên cây. Vậy cô có thấy trên cây còn có thứ gì nữa không? Không thấy gì cả. Tư Phượng, Huynh có manh mối gì à? Dây leo, mê vũ, khiến ta nghĩ tới một thứ. Thứ gì?
Giả la huyết đằng, nó có thể tạo ra một loại mê vũ, mê hoặc con người trong cơn mưa sa vào ảo giác, rồi trói người đó lại, cuối cùng kết thành quả huyết giả la. Có được quả này có thể khiến công lực của người tu tiên tăng cao. Nhất định là có người muốn có được huyết quả này mới trồng huyết đằng. Vậy là Tiểu Lục Tử bị bắt để làm huyết quả rồi, phải làm sao đây? Cô đừng lo lắng vội, Linh Lung, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta làm vài cái mũ trước. Cái mũ này có thể tránh được mê vũ, rồi chúng ta sẽ đi tìm họ. Huynh có nhớ huynh từng nói với ta, sẽ cưng chiều ta, yêu thương ta, thương xót ta không? Nhớ. Vậy huynh có nhớ, lúc huynh cưới ta đã nói, một đời một kiếp này sẽ chỉ đối xử tốt với mình ta không? Nhớ. Nhưng hôm nay huynh giấu ta, ức hiếp làm tổn thương ta, huynh là một kẻ phụ bạc có phải không? Phải, đã biết bản thân phụ bạc rồi. Vậy huynh nói xem nên làm thế nào đây? Ta nên chết đi. Được, vậy huynh chết ở đây là được rồi. Cha ơi, con gái đến rồi. Cha. 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 Con gái đến rồi đây. Con gái. Nhưng ta không có con gái. Cha quên rồi à? Lúc cha sinh con ra, đã gửi con ở nhà thợ săn. Lúc sinh nhật 5 tuổi, con mới biết mình không phải do người thợ săn sinh ra. Thế là hàng năm đều trông mong cha có thể đến đón sinh nhật với con, mua một cái bánh sinh nhật cho con. Nhưng cha chưa từng đến lần nào. Lúc sinh nhật 7 tuổi, con cuối cùng cũng đã dùng quả hạnh hái được để đổi lấy một cái bánh sinh nhật. Nhưng con của thợ săn bắt nạt con. Hắn cướp bánh của con, ném bùn lên trên đó, gọi con là đứa con hoang không cha không mẹ. Con khóc lóc cầu cứu, nhưng mọi người đều trốn đi rất xa. Con thấy cha ở ngoài vườn nhìn trộm. Con gọi to, cha giúp con với. Nhưng cha giống với họ, tránh đi rất xa. Cha nhớ ra chưa? Ta nhớ ra rồi. Cha xứng làm cha con không? Ta không xứng. Vậy cha nói xem nên làm thế nào? Ta nên chết. Vậy thì cha đeo chiếc khăn quàng cổ này rồi lên đường đi. Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử. Không phải huynh ấy, phải nhanh chóng tìm được đám người Lục sư huynh thôi. Bụi nhớ cái cây này. Lúc trước chúng ta đi từ đây mà, sao bây giờ lại vòng về rồi? Lẽ nào là ảo ảnh? Không phải ảo ảnh, là do cây này biết di chuyển. Cây biết di chuyển ư? Sao cây có thể tự di chuyển được chứ? Trong thiên hạ, loại cây biết di chuyển chỉ có một loại, gọi là cây mê cốc. Muội từng xem sổ tay vạn yêu, giả la huyết đằng và cây mê cốc liên kết với nhau. Huyết đằng và mê cốc tương sinh tương khắc. Vậy thì vùng này đều là cây mê cốc rồi.
không phải một vùng là một cây. Quanh đây trăm dặm chỉ có một cây mê cốc. Rừng cây này chỉ là những cái rễ giả của cây mê cốc. Ở cây mê cốc chủ còn ẩn chứa linh lực. Cây huyết đằng vì ham mê linh lực nên đã lấy rễ của mình quấn quanh cây mê cốc chủ. Huyết đằng ưa máu để muội trích máu để dụ nó qua đây. Muội cũng có linh lực nhất định nó sẽ đưa muội đến cây chủ. Đến lúc đó hai người nhớ kỹ phương hướng mà muội bị kéo đi. Không được đâu, ta biết muội có ý cứu người. Ta có cách. Hai người nhìn bên đó đi. Đó là Vũ Điệp. Chỉ cần khiến cho cây mê cốc nở hoa, để Vũ Điệp ngửi thấy hương hoa là có thể đưa chúng ta đến được cây chủ. Như vậy chúng ta có thể phá được rễ cây của huyết đằng và cứu được mọi người. Nhưng rõ ràng cây mê cốc này không nở hoa, nếu không thì đám Vũ Điệp này cũng không lượn quanh đây. Cây mê cốc có một đặc điểm, nó thích nghe nhạc. Nghe nhạc là sẽ nở hoa. Mấy người này linh lực không tồi, kết ra được huyết quả cũng rất thơm, cũng tính là được rồi. Được rồi kìa. Toàn cơ, nào. Huynh tỉnh rồi à? Linh Lung, muội không sao, tốt quá rồi. Là ta cứu huynh, ta đương nhiên là không sao rồi. Có thể đứng dậy được không? Đáng tiếc cho hai huyết quả này. Các người đền mạng đi. Mọi người cẩn thận. Cẩn thận. Linh Lung, Tư Phượng. Thả Tư Phượng ra, xông vào ta này.
Tư Phượng. Tư Phượng. Tư Phượng. Huynh tỉnh lại đi Tư Phượng. Tư Phượng. Tỉnh lại đi. Huynh không sao chứ? Tư Phượng. Tư Phượng. Tư Phượng. Huynh tỉnh lại đi. Huynh không nên ở đây. Sao huynh không chịu tỉnh thế? Huynh đang sợ gì vậy? Sao huynh không dám nhìn muội? Huynh đang sợ muội sao? Tư Phượng. Huynh xem. Muội ở đây. Huynh tỉnh lại là nhìn thấy muội. Tư Phượng. Muội đến cứu huynh. Muội ở đây. Tư Phượng. Ta không sao. Dùng ngũ hành chú thuật điểm kim. Long Triệt. Sau này, mỗi lần nảy sinh tình cảm đau một lần, thanh vũ ấn ký trên tay ngươi sẽ biến thành xích vũ. Khi ba đường thanh vũ ấn ký đều biến thành xích vũ, huyết mạch ngươi sẽ chảy ngược rồi chết. Tư Phượng. Chúng ta được cứu rồi. Ừ, chúng ta được cứu rồi. Toàn Cơ. Linh Lung. Tư Phượng. Huynh không sao chứ? Huynh thế nào rồi? Toàn Cơ, Linh Lung, muội không sao chứ? Muội không sao. Huynh đã... Chỗ này không phải nơi để nói chuyện. Chúng ta đối phó với đám yêu linh kia trước đã. Đi thôi. Yêu linh không có thực thể, mau dùng diệt yêu phủ. Nơi rừng núi hoang dã lấy đâu ra diệt yêu phủ? Muội có. Chính là ngươi à? Bố trí pháp trận, hại bao nhiêu người? Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, xin hãy nương tay. Ngươi là ai? Đợi một lát, đây là bằng hữu của ta. Liễu đại ca, huynh sao thế? Tiểu Phượng Hoàng, nói ra thì dài, đều tại nha đầu này cả. Nói đi, con biết sai chưa? Không cần ông quan tâm. Không cần ta quan tâm. Nếu không phải ta cứu con từ tay người xấu ra, con trốn ta phải không? Giờ thì hay rồi, lại bị người xấu khống chế ép con hại người rồi phải không? Nếu không phải ta đến kịp, giờ con đã hồn bay phách tán rồi. Ổn chết mất ông già thối. Ta đẹp trai anh Tuấn phong độ như thế này, thế mà con gọi ta là ông già thối ư? Liễu đại ca, đây là Ngọc Nhi à? Tư Phượng, vị Liễu đại ca này của huynh rốt cuộc là ai thế? Sao lại là đồng bọn với yêu linh? Đây là đồng môn của ta, là tiền bối của ta. Tiểu Phượng Hoàng, đệ cũng không cần che giấu giúp ta đâu. Để ta tự giới thiệu. Tại hạ Liễu Ý Hoan, đồ đệ cũ Ly Trạch Cung. Hóa ra là vậy. Vậy vị đại ca này, huynh có quan hệ gì với yêu linh kia? Đây là con gái ta. Tên là Ngọc Nhi. Con gái sao? Cô ta là yêu linh. Nhìn huynh trẻ như vậy, không giống có con gái lớn như vậy. Chẳng lẽ huynh... Cô đừng hiểu lầm. Ta chỉ là giữ gìn nhan sắc tốt thôi. Còn về Ngọc Nhi, đúng là một nửa yêu linh. Khoảng thời gian trước, bởi vì có chuyện xảy ra nên nó biến thành yêu linh. Con trẻ không nghe lời, không hiểu chuyện. Ta xin lỗi mọi người. Dù sao thì giết người phải đền mạng. Con gái huynh hại không ít người phải đền mạng. Không được.
Nó đã chết một lần rồi, chết lần nữa thì không còn gì hết. Huynh là con người lại sinh con với yêu quái, đó là ngu dốt. Dung túng con gái hại người, đó là bất nghĩa. Ngu dốt bất nghĩa như huynh, cho dù là bạn của Tư Phượng chúng ta cũng sẽ không giúp. Cô nương không thể nói như vậy. Hơn nữa, Ngọc Nhi không cố ý hại người. Các người xem, có thấy không? Cái này, đây là phù ấn khống chế yêu linh. Có người khác khống chế những yêu linh này, buộc họ hại người để nuôi dưỡng huyết giả la quả gì đó. Ngọc Nhi, con nói cho cha, ai ép con làm vậy, cha sẽ giúp con. Nói đi chứ. Ta không muốn về, con sao thế? Cứu mạng, mau cứu ta, mau cứu ta. Chuyện gì thế? Chuyện này... Có người thi pháp gọi Ngọc Nhi đi rồi. Ta có thể ngửi được yêu khí của yêu linh ở một nơi không xa. Đuổi theo đi, đuổi theo. Dùng hết huyết quả rồi, mau đem huyết quả của ngươi đến đây. Vừa nãy có người gây rối trong rừng, bọn họ phá hết huyết quả rồi. Mong người tha thứ cho tiểu nữ thêm chút thời gian. Ngươi nói gì? Còn đòi thêm thời gian? Ta biết đòi ai thời gian? Không có huyết quả thì lấy ngươi để luyện đan dược cho ta. Ở kia. Thả ta ra. Cứu với. Cứu mạng. Cứu mạng. Các người... Trưởng lão linh thạch của phái Hiên Viên. Các người... Đừng hỏng phá hỏng chuyện tốt của ta. Đan dược của ta. Đan dược của ta. Ngươi là trưởng lão của chính phái. Sao có thể điều khiển yêu linh, lạm sát vô tội như vậy? Ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi à? Không kịp rồi. Không còn huyết quả nữa. Không có huyết quả nữa. Ông ta đã rơi vào ma trướng rồi. Cũng sẽ không khai gì đâu. Chúng ta là tiểu bối, cũng sẽ không làm điều gì quá giới hạn. Hay là gửi ông ấy đến chỗ trụ thạch trưởng môn của Hiên Viên phái để hỏi tội. Yêu khí mạnh quá. Mọi người cẩn thận. Toàn cơ, muội không sao chứ? Tư Phượng, huynh bị chảy máu rồi. Vết thương ngoài da thôi, không sao cả. Tư Phượng, không sao. Tư Phượng, vì sao cái gì của cô ta huynh cũng quan tâm vậy? Lục Yên Yên, đừng nói những chuyện như thế. Ta lo cho huynh mà. Sao huynh lại vì chửi Toàn Cơ mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì thế? Tiểu Lục Tử, đừng dọa ta mà. Nếu huynh dọa ta, ta sẽ nói cho cha biết đấy. Huynh tỉnh lại đi, Tiểu Lục Tử. Huynh đừng dọa ta. Mẫn Ngôn, làm ta sợ chết đi được. Linh Lung, muội khóc vì ta sao?
Không có, chỉ là bị gió thổi đau mắt thôi. Rõ ràng tâm ý của hai chúng ta như nhau, tại sao muội lại không chịu thừa nhận chứ? Huynh bị va đập hỏng não luôn rồi phải không? Thế nên nhận nhầm ta thành toàn cơ. Người Trung Mẫn Ngôn ta để ý chỉ có mình Chử Lung Linh mà thôi, ta không nhận nhầm đâu. Lòng muội cũng như ta, vì sao lại không chịu thừa nhận? Chúng ta đều quan tâm lẫn nhau, đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Trước kia huynh tỏ rõ tâm ý với muội muội ta, bây giờ lại đối xử với ta như thế. Huynh tưởng tìm muội bọn ta là trò chơi của huynh à? Nếu như huynh dám làm gì có lỗi với toàn cơ, ta sẽ giết huynh đấy. Linh Lung, toàn cơ, nhân cơ hội hôm nay, ta sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện. Ta đối với muội thực ra... Mẫn Ngôn, ta khuyên huynh nên nghĩ kỹ rồi nói. Ý huynh là sao? Linh Lung đã khó chịu vì huynh rồi. Nếu huynh còn không nghĩ đến cảm nhận của toàn cơ nữa, ta sẽ không tha thứ cho huynh đâu. Liễu đại ca, mọi người không sao chứ? Ngọc Nhi không sao. Đó là nha đầu toàn cơ à? Đệ đấy, đúng là cứng nhắc y như khúc gỗ vậy. Tư Phượng, Tư Phượng, sao mọi người cứ rầu rĩ không vui như thế chứ? Còn Linh Lung nữa, sao tỷ ấy lại cãi nhau với Lục sư huynh thế? Nha đầu này đúng là danh bất hư truyền. Ta mới nghe thôi đã hiểu rồi. Bọn họ không vui đều là vì cô cả đấy. Liễu đại ca, tình hình trước mắt rất gấp gáp, chúng ta phải đi tìm phù thạch của Ngọc Nhi trước đi. Đúng thế, ông già thối quan tâm chuyện người khác làm gì chứ? Đúng, đúng, phù thạch. Vừa nãy nổ một phát, chắc vẫn còn ở trong đó. Đi thôi. Tư Phượng, muội... Liễu đại ca, biếng này phù thạch khống chế yêu linh. Đúng rồi, chính là nó. Mở nó ra là Ngọc Nhi được tự do rồi. Đợi đã, yêu linh này hại không ít người mà thả nó ra như thế ư? Yêu linh kiếp trước là yêu ma, theo quy tắc của ngũ đại phái không thể dễ dàng thả ra được. Ngọc Nhi cũng do bị Linh Thạch trưởng lão uy hiếp nên mới phạm sai lầm. Bây giờ Linh Thạch bỏ trốn, các yêu linh khác đều bị tiêu diệt. Ngọc Nhi là người bị hại, chúng ta không có lý do đuổi cùng diệt tận. Muội thấy Tư Phượng nói đúng đấy. Yêu linh vốn dĩ do chút linh lực cuối cùng của yêu ma hóa thành. Bọn họ đã chết một lần rồi. Nếu chúng ta còn khiến họ hồn bay phách tán nữa, thì họ đâu còn cơ hội hướng thiện nữa. Muội thấy đây không phải là điều nên làm.